Xin chào, bắt đầu mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đấy, ui, các bạn nhìn đáng sợ không? Đó, các bạn nhìn này. Wow. Đấy thì các bạn ơi, đố các bạn biết đây là con rắn gì đấy các bạn ạ? Đấy, đây chính là con rắn hổ trâu các bạn nhá. Đấy, con rắn này hôm nay các bạn ạ, mình mua về để mình để trêu mẹ mình, em trai em gái mình các bạn nhá. Sau đó là mình sẽ làm món lẩu rắn cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ, và em gái em trai mình thưởng thức các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ơi, đây là con rắn hổ trâu các bạn nhìn này. Đấy, con rắn này các bạn nhá, nó 1,6 cân các bạn nhìn chưa. Đấy, nó to lắm các bạn ạ. Đấy, ui, các bạn nhìn con này ở ngoài đời các bạn nhìn sợ luôn. Nó cuốn đấy bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa, nó cuốn đấy bạn nhìn chưa. Đấy, con này đúng 1,6 cân các bạn ạ. Đấy, con này là mình mua các bạn nhá. Đấy, ui, nó cuốn tay các bạn nhìn này, nó cuốn này, nó cuốn chặt đấy này. Đấy, ui, chặt lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa. Đấy, con này 1,6 cân các bạn nhá. Con này thì hôm nay mình sẽ làm món lẩu các bạn ạ. Đấy, nhưng mà các bạn ơi, trước khi để cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ, mình sẽ trêu mẹ mình các bạn nhá, với lại em gái em trai mình các bạn nhá. Đấy, chắc đứa em gái mình chắc phải chạy mất mật luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa. Đấy, ui. Đấy, thì các bạn thấy cái video này của mình hay thì like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy, còn bây giờ mình sẽ mang con rắn này đi trêu mẹ mình các bạn ạ. Đấy, let's go. Màu đỏ á kia nhỉ? Trong đầu nó là con màu hay cái gì đấy? Ui, cái đấy sao? Ui, đấy đây. Nó cho này, mẹ đi xa xa, nó đọc, nó cắn đấy. Wow. Ui. Ui. Nhưng mà mẹ ơi, hay rắn màu. Mẹ. Hả? Con nhìn cái con này nó lạ lắm này, sao lại con đầu nó nhiều dây thép hay nhỉ? Đây này. Cứ như cái vỏ bao. Ừ, đây đúng vỏ bao rồi. Sao cứ như cái vỏ bao? Hay là ai trêu mẹ sao đấy mẹ? Thế ai sẽ hướng được cho mẹ? Mẹ đi làm chủ nhà đâu? Quay ra. Đây con vào con đấy, thoại của anh không? Ôi. Trêu gì, rắn này, rắn này sẽ làm. Ôi, ôi. Đầu, 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 đầu bộ. Mẹ. Ôi, con ơi. Cái gì đấy? Thế sao con rắn này, con trêu mẹ? Ui. Con rắn gì mẹ ơi? Ui. Mẹ ơi, sao con rắn gì được kinh nhỉ? Ôi, con cắn đi. Cắn lên mẹ. Sao đầu được buộc cái kia hay con trêu mẹ? Hậu đâu? Ôi, đâu? Đây đúng chắc anh không trêu mẹ rồi. Quá không trêu. Cái con không trêu. Đây con rắn này là con rắn ai cố tình ấy mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Đấy đừng đọc. Mẹ ơi. Con rắn này con nhìn ngon đấy mẹ, hay là con mẹ con mình bắt thịt đi? Sao mẹ? Đúng rồi. Ăn được. Trêu thế nào? Con có trêu mẹ không? Con không trêu thì mẹ. Ui thế ai trêu nhỉ? Thế thôi mẹ ơi, hay bắt thịt đi mẹ ơi. Nhưng mà đừng mẹ, cái đồ mà người ta bắt phải thịt mình nhá. Đầu buộc. Vẫn sống. Nó cắn khổ lắm. Nó không cắn đâu. Nó cắn nó đuôi của con lọc của nó đấy. Cái đầu kia nó bị buộc rồi mẹ, không sợ đâu mẹ. Bảo đuôi nó cũng có lọc, có lọc im. Làm gì có đuôi này nó lọc đây. Ui. Ôi giời ơi, con này hiền mẹ. Ui, nhưng mà đúng anh hợp trêu thế nào ấy. Cắn đi. Đây, con trêu mẹ tí thôi mẹ. Ngay mà, làm gì có rắn nào như này. Đánh vào chợ.
Mẹ đánh em được chưa? Dám trường mẹ biết ngay mà. Nào thật đấy. Mỗi lần rồi xong rồi đã xong mới đi vào nhà lấy cái đòn. Mẹ ơi, chơi mẹ tí thôi. Mẹ hết cả hồn. Đấy, cái này mà yếu tim mẹ ngất thế. Thế con rắn gì đấy, con rắn gì mà con làm gì thế mà đuôi nó cũng có lẳng đấy. Mẹ ơi, con rắn này là con rắn hổ trâu ạ. Ăn tốt cho xương khớp lắm đấy. Ủa, rắn hổ trâu. Đúng rồi. Ăn tốt cho xương khớp. Đúng rồi. Hổ băng trâu ạ, hổ trâu ăn hả? Ăn được. Ăn được. Ui, cái này còn lẩu hết ý luôn. Mẹ ăn không? Mẹ ăn không? Đấy thì bữa nay con mua con này để lấu lẩu cho mẹ ăn đấy. À, mua để lấu lẩu cho mẹ ăn rồi. Đấy. Thế là mẹ không sợ không? Được. Sợ gì mẹ đau rồi. Để rửa rau khoai đi vào nhà lấy cái đòn dao băm mở. Thôi bây giờ con đi lấu lẩu cho mẹ ăn nha. Con bắt ở đâu? Con này con bắt ở trên núi mà. Ở trên núi. Thế mà nào con mua ở đây chứ làm gì bắt được. À chứ nó không cắn á, nó mẹ cầm đấy. Đấy mẹ cầm đi. Lần đầu tiên mẹ đấy, mẹ cầm nó cắn đâu, nó có độc đấy. Bịt đầu rồi, bị đầu. Con này cắn không chết được. Thế bảo sao có dây bao đỏ, ủi gì ngon đấy. Lặng không? Tốt chừng khớp rồi. Đúng rồi. Thế ngon đấy. Thôi bây giờ con đi lấu lẩu nha. Cứ con lấu lẩu đi. Không ăn không? Cứ ăn, lấu đi. Làm mẹ hết cả hồn đấy, chú họ hợp tác thì sao đấy. Các bạn ơi, đấy, mình ở đây chờ em gái mình về, mình chơi em gái mình các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Em gái mình chạy rất nhanh các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, cho cái tội lười làm các bạn ạ. Hay mình sai không được các bạn nhá. Đấy hôm nay em gái mình chạy mất mật được các bạn ạ. Đấy thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang đi làm thịt ló các bạn nhá. Đấy mình sẽ lấu lẩu rắn cho em trai em gái với lại mẹ mình ăn thưởng thức các bạn nhá. Đấy. Đấy các bạn ơi, mình đã thịt xong rồi các bạn nhá. Đấy trắng tinh rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi chặt khúc cho nó, mình sẽ lấu với kho xào với các mẻ các thứ, me các thứ các bạn nhá, để làm thành một nồi lẩu rắn các bạn nhá. Đấy. Yeah. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lấu lẩu rắn các bạn nhá. Mình cho mỡ vào trước các bạn ạ, để phi hành lên. Phi hành tỏi các bạn nhá. Xả các bạn nhìn này. Đấy, thơm không? Đấy các bạn nhìn thơm không? Mình cho rắn vào các bạn nhá. Các bạn ơi, thịt rắn thơm lắm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, nó săn rồi các bạn chưa. Đấy. Đấy các bạn nhìn này, săn tít rồi các bạn ơi, các bạn nhìn thơm không. Đấy, rất là thơm nha các bạn nha. Các bạn ơi, thịt rắn này thơm thật các bạn ạ. Đấy, ăn cái này rất là tốt cho sức khỏe các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình nấu cho mẹ mình với em gái em trai mình thưởng thức các bạn ạ. Đấy thì bây giờ các bạn ơi, mình sẽ hót ra các bạn nhá, mình sẽ đun nước dùng lên các bạn ạ, xong mình đổ rắn vào lên thành nồi lẩu các bạn nhá. Đấy, mình cho nước vào nấu nước dùng các bạn nhá. Đây các bạn này. Wow. Các bạn ơi, đây nha các bạn nhá, mẻ các bạn nhá, cho tí mẻ vào các bạn này. Đấy. Mẹ chua các bạn nhá. Đấy. Đun sủi cái là mình sẽ đổ rắn vào là xong các bạn nhá. Mình sẽ đổ rắn vào để linh các bạn ạ. Bởi vì thịt rắn nó rất là dai các bạn nhá. Nó có xương sườn của nó là sụn nó dai các bạn nhá, nên linh linh lên một tí ăn cho nó ngon các bạn nhá. Đấy. Wow. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Đấy. Nhìn thấy bạn này, miếng thịt của nó này. Đấy, hấp dẫn chưa các bạn ơi? Rất là tuyệt vời các bạn nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ linh lên, sau đó là mình sẽ cho vào cái nồi lẩu con kia để ngồi gia đình mình cùng ăn các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, tốc bình lẩu mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi các bạn nhá. Rau này, ngô này. Cái này là cái rau gì nhỉ? Rau ngọc mùng các bạn nhá. Đấy, đậu nồi lấm các bạn này. Đấy, nồi lẩu các bạn nhìn chưa? Wow, đấy các bạn nhìn này. Đấy, cũng rắn là cũng dừ đấy các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ gọi mẹ, em trai, em gái mình vào đây nhá. Mẹ ơi! Thảo ơi, Lưu ơi! Mẹ! Ơi! Mẹ ơi, ra đây mẹ ơi! Đấy. Ôi dồi ôi. Mẹ ơi! Mẹ! Chín rồi chứ? Nhìn này!
Lương sao bên đây. Ngon đấy. Các bạn ơi, các bạn, đấy mình đã nấu xong rồi nha. Đấy mẹ ơi, chín rồi đấy. Wow, hấp dẫn. Chính là cái con rắn anh trêu em đúng không? Đúng rồi. Các bạn ạ. Đấy lại khó ăn các bạn ạ. Đấy, thôi được. Rồi. Đấy mẹ ơi, chín rồi mẹ ơi. Lương cho chị bắt thôi. Lương ăn đi. Wow, nhìn ngon đấy. Đấy, mẹ ơi, mẹ có nhìn con rắn như mẹ có sợ không? Đấy, các bạn này này. Ngon không? Con này trêu mẹ. Nhiều thế nhỉ? Mình gắp cho mẹ các bạn nhá. Con rắn này ấy là nhiều thật đấy. Mời các bạn nhé. Đứng rắn của nó này. Wow. Mẹ ăn đi. Đấy. Con mời mẹ nha, mời anh nha, mời, mời các bạn nha. Đấy, mời các bạn nha. Đây các bạn ơi. Tí bây giờ mà ui, nó dai ạ. Ngon không hậu? Wow, ngon đấy mẹ ơi. Ngon. Mời tất cả các cháu cùng ăn lẩu với bà nhá, lẩu rắn với bà nhá. Mẹ ăn đi, mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Ơi mẹ, con mẹ anh mình mời các bạn nhá. Wow, nó ngọt nha, thịt nó dai, nó chắc lịch luôn các bạn. Rồi, mẹ thử ăn miếng nha. Ôi thì rắn là đầu tiên mình được ăn các bạn. Rồi con dài thế nhỉ? Mẹ cứ ăn đi. Mẹ ăn đi, con nhìn xem lấu ăn ngon không? Anh thấy ăn anh lấu đẳng cấp không? Được anh ạ, ngọt. Đấy, Lương thế nào? Ngọt thế anh ơi. Ngọt à? Ừ. Nó như nào? Nó ngọt, nó dai anh ạ. Nó dai. Nó dai, nó ngọt, nó giòn nữa. Dai, ngọt, giòn. Các cháu à, thì rắn nó dai, nó giòn, nó lại ngọt nữa. Tuyệt vời. Có tanh không mẹ ơi? Không tanh cũng à. Rồi. Lần đầu tiên mình ăn rắn hổ mang trâu luôn các bạn. Rồi, thế mẹ ơi con cho thả này vào mẹ nhá. Đúng rồi, rồi rau à. Dùng nó vào này. Đây, rau, em đấy. Yên rau. Lấm này các bạn này. Nấm. Đấy. Đậu, xúc xích các thứ các bạn nhá. Wow, cái xương sống của nó to như xương ấy luôn. Cá chấm to đùng luôn các bạn nhìn chưa? Em to dã man. Giống như ăn thịt cá ấy nhỉ. Thế à? Cá không ăn bằng được, cái này dai. Dai như thịt bò à? Dai mà nó giòn nhỉ? Ngon hẳn. Các bạn ơi, các bạn hãy thử mua con rắn ráo trâu này, hổ mang trâu này về thưởng thức xem các bạn nhá. Đấy, ăn ngon các bạn ạ. Đấy, giống kiểu của mình các bạn nhá. Ngon đấy. Phải có mẻ này, phải có me các bạn nhá. Thế là nào mẹ thấy hơi chua chua. Rồi. Mà ăn thì nó chắc lắm. Mẹ ăn mạnh lên. Đấy. Ăn dần dần các em bạn. Cảm thấy giống thịt gà. Đấy các bạn ơi, mình gắp cái này cho mẹ mình các bạn nhá. Đấy. Còn hai đứa này các bạn ạ. Khỏi phải gắp các bạn ạ. Con ăn đi. Mẹ ăn đi. Ừ. Đấy. Cuối cùng ăn mẹ. Hôm nay Lương sợ không? Sợ anh ạ. Ui giời, giật mình luôn đấy. Đấy các bạn ơi. Con rắn đấy ai nhìn ngoài cũng sợ các bạn đấy. Ạ. Mẹ mình còn bỏ cả đống rau lợn để chạy. Đấy. Các bạn phải biết nhà nào đấy. Mẹ vừa bê về ra mà mẹ nhột chứ các bạn ạ. Các bạn gặp trường hợp phải chả nhột. Đấy. Con đấy mà lửa đêm mà các bạn ngủ nhá, mà các bạn mà thấy nó thì chắc là chạy mất mật. Các bạn nhìn này. Đấy, còn rất là nhiều bạn nhá, cái thịt rắn này các bạn nhá, càng linh lâu ăn nó càng ngon các bạn ạ, nó càng dừ bạn nhá. Bởi vì cái rắn này nó rất là dai. Đây. Cái da của nó các bạn ạ, ăn nó giòn. Đấy, mẹ ăn mạnh lên. Đấy, các bạn nhìn này, mẹ mình lôi này. Cái thịt này ăn kiểu dạng như cá chấp giòn các bạn ạ, ăn nó cứng cứng giòn. Nhưng nó kiểu gì ngon hơn, đúng không? Dai hơn như thịt bò. Ngon hơn chấp giòn nhiều không? Mà con đấy còn có học bí quyết của bác nào mà con nấu kéo nhất. Ừ, con không nhỉ. Con đầu bếp đẳng cấp. Con mở được nhà hàng không mẹ? Được. Đấy. Được rồi. Đấy, mình làm ít rau xanh ruột các bạn nhá. Đấy thì các bạn ơi, chắc clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình cũng đi thưởng thức các bạn nhá. Hôm nay chủ yếu là mình mua để cho gia đình mình thưởng thức thôi các bạn ạ. Đấy, con rắn này ăn nó cũng khá là bổ các bạn nhá. Ngon. Bổ à con? Bổ lắm mẹ. Bổ lắm ấy. Mẹ phải ăn hết nhá. Đấy. Thì các bạn thấy video này mình hay thì like và chia sẻ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip.